Chỉ trong 11 tháng đầu năm, trên 15.000 người ở châu Âu đã tử vong do nắng nóng khắc nghiệt chưa từng thấy. Hạn hán xảy ra trên 60% diện tích, kéo theo cháy rừng, phủ bóng đen lên phần lớn diện tích châu lục. Trong khi đó, tại các nước Nam Á, đặc biệt là Pakistan, những trận đại hồng thủy xảy ra trong mùa hè đã khiến 30% diện tích nước này ngập trong biển nước. Ít nhất 1.700 người chết và 33 triệu người chịu ảnh hưởng. Còn tại Trung Quốc, khu vực miền Nam nước này đã trải qua một mùa hè khô hạn thứ hai trong lịch sử khi mực nước sông Trường Giang xuống thấp kỷ lục hồi tháng 8, dẫn tới hạn hán khủng khiếp. Rồi đến những ngày cuối năm, bão tuyết kỷ lục lại nhấn chìm Mỹ và Canada, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng triệu người đón Giáng sinh trong giá rét mà không có điện. Trong số các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 diễn ra tại Ai Cập tháng 11 năm nay đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt về bồi thường khí hậu. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng thỏa thuận mới đạt được vẫn chưa đủ tham vọng và thuyết phục, không đi xa hơn so với thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị COP26 liên quan tới các vấn đề chủ chốt. Hiện chưa rõ quỹ mới thành lập sẽ vận hành với cơ chế như thế nào và văn bản thỏa thuận cũng chỉ dùng từ ngữ giảm dần thay vì tiến tới loại bỏ việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch.